Rồi, hello cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đến với kênh Hưng 5 căn. Thì hôm nay Hưng tiếp tục đi câu nha cả nhà. Thì hôm nay thì Hưng vô hồ dịch vụ nha. Thì cái hồ này thì ở bên Tân Tạo A. Thì cái hồ này tên là Tân Bình Tân nha, nhưng mà chưa có bảng gì trơn á. Thì chủ hồ thì có khai trương cái hồ này nè. Có trôi rồi gô phi, chép với diêu hồng nha, cá mùi nữa, đủ loại luôn. Thì 1 tiếng là 40k, một suất là 160 nha. Thì cá thu lại là 25k, nếu mà dính cá chê thì chủ hồ sẽ cho lại là 50k rồi tính tiền kim cá thịt nha. Thì cái hồ này các bạn cứ đánh vô đánh thoải mái nha, thấy cái hồ lượng cá rất là nhiều, cá bự cá nhỏ có đều có nha. Thì hôm qua thì anh Thiện ảnh vô test rồi thì Hưng bận quá nên không có vô câu được nha. Thì bữa nay thì tranh thủ mình giao hàng xong rồi, giờ này cũng gần 12 giờ nên là tranh thủ vô làm suất coi thử làm sao. Thì bữa nay đi anh Thiện với anh Phước với anh Quang ngồi vòng vòng câu nha. Thì anh Phước bữa nay cũng bận hay gì đó vẫn vô hơi trễ xíu. Rồi ok, giờ để Hưng sẽ quay cái hồ cho cả nhà xem nha. Thì cái hồ rất là đẹp, rộng, đánh khoảng 5m4 được á. Rồi mình quay cái hồ cho cả nhà xem nha. Anh Quang anh ngồi ở đây nè, cá lượng cá rất là nhiều nha cả nhà. Đây mình sẽ quay các bạn coi nè. Đó, cá mùi á, xài to to không à. Đó, một hồng giờ cái hồ nè khá là rộng nha. Thì anh Thiện đánh cái đầu ngoài, mình vô trong này khúc giữa đánh coi thử xem sao. Thì hồ này thì 160.000 4 tiếng nha. Đánh tới khoảng 7 giờ, nếu mà nhiều nhiều thì chủ hồ cho đánh tới 9 giờ nha. Hồ rất là rộng, rất là đẹp luôn nha. Thì nước rất là sạch luôn. Nè, cái này mình mới vừa thử mồi mà dính được con rồi. Đây. Đó cá mùi nè cả nhà. Mới vừa thử cái lưỡi thôi mà dính được con rồi. Bỏ lên bò luôn. Ok, giờ để tranh thủ mình sẽ xuống mồi rồi câu nha cả nhà. Thấy cái nước ở ngay tại hồ luôn. Mình sẽ cố gắng là lấy nước trong trong xíu, đừng có lấy cái ván ở trên nha, nó ảnh hưởng đến cái mùi vị của mồi đó. Sợ ở trên ván là nó phèn á, vô mình pha mồi cái mùi phèn chua chua cái là cá nó sợ. Rồi pha nhiều nhiều mình xả luôn. Đây mình sẽ chọn cám xả trước nha, phục tôm này có chép thì mình sẽ một ít cánh chim mình xả luôn. Ok, một chơi đi nhiều nhiều đi lỡ rồi. Cứ chọn mình thấy vừa tay mình canh thôi chứ còn không có đông đo đếm gì hết, cứ chọn đều lên. Xả của mình nha. Nó sẽ đồn dồn vô cái khay. Còn nhiêu đây mình sẽ dục xuống mình xả lỗ trước. Ok. Tiến hành mình sẽ pha mồi câu nha. Cá diêu hồng nhiều với gô phi đồ to to cơ mà, nên là mình sẽ trộn cái mùi nó nặng nặng chứ. Đánh mềm nha cả nhà. Đó. Cho nó nhão luôn. Rồi sẽ mình sẽ bỏ một ít tơ nhện vô là mình vừa. Thì tơ nhện thì dùng tơ nhện để ép nha. Trộn vô. Hũ xài cũng gần hết rồi. Một muỗng rưỡi nha. Trộn thôi. Tay mới nãy nhão nhẹt mà đấy, để mình chọn cái tơ nhện vô cái là nó hút rồi, mau lắm. Ok nha, mồi càng mềm càng tốt nha, cá nó sẽ nhẹ dễ ăn hơn. Rồi ok, tiến hành câu cái nha. Mưa nha, thì bắt đầu mình xuống cần.
quên nữa, quên thay cái cặp thẻo nữa, cái thẻo này nó bị sần này. Nên là để mình thử cái lưỡi xong rồi cái mình sẽ thay lưỡi rồi mình căng đánh nha, chứ lưỡi này là đánh vô là đứt liền luôn. Ok nha, chờ đại cá, khi nào có cá mình sẽ quay cho cả nhà xem. Thì bữa nay mình đánh lửng nha, thì mình bữa nay mình căng 6 câu 2 thôi, câu 2 câu 3 thôi. Trời ơi ông Phi khiếp. Sai khủng cả nhà ơi. Phê phê nha, để bắt lên cho nhà coi. Ôi ôi anh Thiện lên nữa hả? Rồi rồi anh Thiện lên nữa kìa. Ủa ông Phi nè. Sướng trên qua luôn. Rồi ơi con gì bự chưa? Quá hướng Phi vậy. Về nha. Để coi anh Thiện anh bắt được con gì nữa. Quá trời bự rồi. Con gì anh Thiện? Phi bự dữ lắm hả? Ôi cá dưa hồng quá nha. Vô. Phê phê. Cá to á, con này chắc cỡ 6-7 lạng. Như già sâu quá. Rồi thôi. Nó chạy ướt nhẹ cái cả máy luôn. Đây, dưa hồng này cả nhà. Cá là to nha. Đây, đây nha. Ê, ê dạ. Bay xong luôn. Thôi, cho vô gọng đi. Trời ơi, dưa hồng, dưa hồng, dưa hồng. Dưa hồng to nha. Phê phê phê. Ây dạ. Gì vậy? Vô. Vô. Phê phê phê. Sướng sướng. Rồi giờ này anh Phước mới vô. Kỳ vậy. Ôi ôi chú hổng bự. Dương gồng gồng nữa. Ủa con dưa hồng này cả nhà, cả ký lô á, khá là to nha. Ôi ôi sướng sướng, đây là toàn hàng khủng không à. Ừ cầm không hết luôn, quá phê nha. To quá.
vô. Quá hương cà phê miệng luôn. Cà phê này cả nhà. Ô, con nào con nấy khiếp to. Về nha. Đây mình đánh dây nhỏ 0.8 lại lên. Hồ dịch vụ bây giờ trốn qua câu thiên nhiên luôn. Ở phía sau có hồ thiên nhiên rồi cá rô phi cũng nhiều á, nhưng mà cá phi nhỏ thôi. Nó rất là rộng nha cả nhà. Bên mông luôn á. Bên kia có bụi bông súng nữa kìa. Đây cầu bên đây cái lộn qua đây cầu luôn, ghê thiệt. Quá dữ. Mốm từ dịch vụ qua thiên nhiên luôn. Có kiếp cả nhà. Ở đây đây. Mình chiều đi. Ồ ồ sướng sướng. Giật tiếp ảnh luôn, dây nhỏ quá. Phê phê nha. Ghê chưa, coi cái cần nè. Đó, sướng sướng. Vô mày. Đó nó vô rồi. Ây da. Đó đó đó. Rồi. Ê. Vô. Ây da. Cái máy á. Mệt quá. Phê phê nha cả nhà, đây trôi nè. Rồi đẹp. Rồi đẹp luôn á, sạch sẽ luôn. Phê phê. Ăn miệng đàng hoàng. Nó ăn miệng đàng hoàng. Ăn thước đâu mất tiêu rồi. Dặn luôn, ở nhà chùm mền luôn rồi. Chắc nghỉ quá. Phê phê. Nè. Đó nhìn cái bài cá nó đó dưới đó. Mà nó không ăn luôn á. Mà không câu không dính. Cho em xin cục mồi anh Phước. Tháo phao rồi, tháo ra gì đó. Rồi nó nổi lên trên mặt nước luôn, nó hớp. Mà già nó làm sao con cám nổi lên nó hớp. Đâu kiếm nè. Câu thử nha, cái bài diêu hồng quá trả khứ rồi. Không, con cám mượn chút xíu nữa. Mình móc vô luôn. Cám gì là vừa. Đó nó nổi luôn nó hớp. Cá con nó hớp chứ. Cá con, cá con. Từ từ từ. Từ 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 từ, làm lại làm lại. Nó đi ra xa quá. Đây giờ thức ăn vô giờ. Rồi đúng rồi. Để cho anh gãi, để anh gãi thức ăn cho xe xe gần gần lại anh. Vô vô cái gì đó sen á. Đúng rồi. Súng á. Gần gần lại. Cần em ngắn quá. Nó mà gãi đó 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 đó, dính rồi dính rồi dính rồi. Dính rồi, hết hết mớm rồi, hết mớm rồi. Hết mớm. Hết mớm rồi. Gãi mớm liền. Gãi mớm, gãi mớm. Nhờ 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 anh chủ ao nha, không thôi là anh mơ anh bước mớm. Dạy mớm, dạy mớm. Trời ơi. Đúng là tài ơi tài. Con cá bị đuôi. Cá đuôi mắt luôn hả? Ơi. Khiếp khiếp. Ôi trời. Rồi luôn rồi. À, bữa nay mình chơi trò mới nha. Chơi đánh nổi luôn. Không chì không phao luôn. Chỗ, chỗ nào đúng lên đó. Chứ đó. Không có ăn là chỗ nào đúng lên đó. Anh chủ hồ nhiệt tình lắm, ai mớm là ảnh chơi vậy nè. Đó. Bạn cứ bỏ xuống nè. Canh nó hóp giật. Có cá ghê chưa?
xem nè. Rồi rồi em dính đó nè, em dính đó nè. Đó. Đó, chơi ghê chưa cả nhà. Anh chủ hồ nhiệt tình nha. Thôi chơi hai con thôi, nghỉ. Chơi ngồi hồi là đuổi khỏi hồ luôn á. Đây hai con nha. Đây nha, hai con. Đó. Thôi câu chơi thôi nha. Đó, giờ tới anh Quang nè, tháo phao ra, tháo chì ra luôn cho phao nó nổi. Thì mình canh nhịp mình đánh thôi chứ phao nó đá liên tục khó nhìn lắm. Cá quá trời cá mùi luôn, thấy mê luôn. Bạn nào mà biết đánh cá mùi vô đây là sướng. Ôi da, trời ơi. Ôi dạ. Quá trời to. Phê phê. Trời ơi, có cá ký không? Hớp vô nữa nha, nuốt trong này luôn. Yeah. Anh Thiện. Lâu lâu được con. Hên hên. Chọc ổng hoài mà ổng bỏ về giờ. Tiếp tiếp. Tại cái cổ này thì cá con rất là nhiều. Tranh thủ mình cũng đánh cũng được một ít rồi. Chắc cũng được 7-8 con rồi đó. Cá phi với cá dưa hồng. Thì bây giờ mình sẽ giờ lỗ. Giờ lỗ mình sẽ đi ra ngoài. Đi ra ngoài mình ngồi đối diện với anh Phước với anh Thiện đánh cho vui nha. Ngồi một mình trong này thì hơi chán. Rồi, giờ mình sẽ đi ra ngoài đó nha cả nhà. Thấy gì chưa? Ây ạ. Vô gặp bự quá. mới lượm á. Ui vô hồng cái khai trương rộng kỳ lân với giọt rồi. Hả? Mới mua nè, vợ tặng đó. Không lẽ giờ chồng mắc, không lẽ chồng mà là mắc đồ thì mua lại giùm thôi. Ngon nha cả nhà. Anh dậy không à. À mình phải cà khịa anh Phước chút xíu kìa. Anh Phước ơi, nó nhỏ xíu à. Nó có bị lớn rồi. Nhìn cái mặt kìa, trời ơi xấu quá vậy. Em muốn câu. Ảnh quạo lắm rồi đó nha. Thôi em muốn câu mà. Để cho em câu đi mà. Ok nha nhà. Thì
tối rồi, giờ kết thúc buổi câu nha cả nhà. Thì Hưng nhờ anh Thiện báo cá nha. Dây gì tùm lum chứ vậy? Tôi tàn phải chơi báo cá không vậy? Đó. Đó là nhiều nha cả nhà. Trời ơi. Trời ơi, nó bự nè. Trời ơi. Con nào con nấy khủng khiếp nha cả nhà ơi. Chắc cũng được mười mấy con á. Đó, quá trời cá nó to luôn, con đã luôn á. Rồi video của Hưng xin kết thúc tại đây nha cả nhà. Thì cái hồ này Hưng sẽ ghim mắt, thì các bạn thấy ok thì vô câu nha. Rồi video của Hưng xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo nha. Cả nhà xem video thấy hay nhớ đăng ký like ủng hộ Hưng nha. Rồi xin chào tạm biệt cả nhà.